Rồi, hello mọi người, hello cả nhà. Thì luôn luôn nào đầu cái video mà Hằng cũng muốn gửi tới những cái lời mà cho quý cô chú anh chị em về cái sản phẩm collagen của Hằng. Thì mỗi khi như vậy có một người khách chia sẻ về những cái tuyệt vời của cái collagen mà mình đang uống thì Hằng đều review lên cho quý cô chú anh chị em xem. Mà đầu tiên thì Hằng luôn luôn gửi tới cô chú anh chị em mình là nhắc nhở về cái sản phẩm collagen nguyên chất UNK của Hằng Kali luôn luôn được bán độc quyền ở Hằng Kali và không có một cái nơi nào mà nó bán nói là ồ đồ đó giống Hằng Kali mà bán giá này giá kia khác nhau là người ta giả mạo nha. Còn nếu tất cả cô chú anh chị em muốn gọi và mua đúng một cái sản phẩm nguyên chất và tốt cho sức khỏe thì phải gọi Hằng Kali với số điện thoại 408 206 1934 để mình được mua đúng cái sản phẩm nguyên chất tốt về cho tất cả trong cơ thể của mình như vậy. Qua những lời chia sẻ của khách thì số điện thoại của Hằng luôn luôn Hằng gắn ở trên cái màn hình kênh YouTube Hằng Kali cho tất cả mọi người xem, thì nhớ là gọi đúng cái số điện thoại trên màn hình của Hằng là 408 206 1934 để được mua đúng cái sản phẩm nguyên chất của Hằng Kali đang bán nha. Sao Chị chị khỏe, cảm ơn em. Rồi sao mẹ mẹ uống là sao vậy em, tốt cho cái đường hả? dạ, hồi sáng này mẹ em có appointment coi bác sĩ đó chị biết cái A1C á, cái lượng đường của mẹ em á là hồi hồi 3 tháng trước á là mẹ em tới 6.7 7 quên lộn 7.6 lượng chị. Xong hồi sáng này đi á chị biết không, có 6.7 à. Wow, gần gần. Xong bác sĩ hỏi hỏi mẹ em ô ăn kiêng cữ gì không, em là exercise gì không, xong cái mẹ em nói là ô vẫn ăn uống bình thường thôi, ống kia cũng cũng giống như bình thường rồi, tới như là ăn được ăn không ăn được thì không có ăn thôi. Mà uống một nắm với collagen của chị thôi đó. Dạ, bột nấm khơi trình của chị là hồi em mua của chị là hồi em nhớ hình như là giữa tháng 8 á chị. Là mẹ uống Là từ mẹ hồi em bắt đầu tháng 8 tới bây giờ đó ha. dạ dạ Wow. là mẹ em uống gần gần 5 hộp cái bột collagen, còn cái nấm á, bột nấm á là 2 hộp. Wow, mẹ uống được 2 hộp bột nấm. Bây giờ bột nấm nè, bột nấm này là nó có tốt về cho đường nữa nè, với lại cao mỡ, cao máu hả Dạ, còn cái cao mỡ thì em chưa biết, tại vì hồi ha? sáng bác sĩ chưa có thử, bác sĩ nói là cái hẹn tháng 1 này là bác sĩ sẽ thử luôn. Còn cái collagen á, có nghĩa là tại vì khi người tiểu đường nó cũng mất rất là nhiều collagen, thì nó đâu có cân bằng được lượng đường trong máu, mà khi collagen nạp vô đủ nó cân bằng bằng lại lượng đường trong máu đó em, thì nó sẽ làm cho mình giảm đó, giảm đường lại đó. Wow, trời ơi tuyệt Còn vời vậy chị luôn biết hả? chị còn này chị biết không, mẹ em uống, tại vì trước khi uống collagen á là mẹ em cũng hay bị đau nhức á, nhưng mà mẹ em uống được khoảng 2 tuần á chị biết không, là tại vì mấy đứa nhỏ em đi làm, mấy đứa nhỏ nhà đi học về á là ở với mẹ em, xong mẹ em nấu nướng cho họ ăn, xong cái chị biết tới chiều chiều giờ này là cái lưng của mẹ em nhức lắm, nhưng mà giờ mẹ em uống khoảng 2 tuần cái bớt Không nhức bớt đau luôn. không có nhức đau lưng nữa, không có mỏi mệt, Dạ không mỏi không mệt mỏi ha. mệt nữa, và cái mẹ em cứ kiếm việc làm hoài à Dạ, đúng rồi, làm xuyên em, tại vì tại sức vì khỏe. đúng rồi, uống vô nó khỏe mà làm xuyên lắm. Giống mấy cô chia sẻ là đi bộ rồi đó, làm xuyên đi bộ mà làm xuyên đi ra vườn làm việc nữa đó. Dạ đúng rồi dạ. Xong rồi cái Wow. chị biết á, mẹ mẹ em 70 mấy tuổi á, chị biết cái người già cái cổ với cái chỗ trước ngực á nó hay nhăn nhăn á, Đúng rồi, chị biết không, giờ cái trước ngực của mẹ em á nó giống như em căng vậy, 40 mấy tuổi vậy á chị. căng giá. Yeah. Dạ, có có bị hồi nào cũng hay luôn, xong bữa cái nhìn nó, ủa má sao bữa nay ngực má sao nhìn đẹp quá vậy, cái má nói ồ trời ơi, con không nói không để ý, xong cái giờ bà đi soi gương hoài luôn, chị biết bà soi gương mỗi ngày luôn, hàng ngày luôn, Không, cái đó niềm cái vui khoe của mấy đẹp bà, niềm vui của mấy á. mấy mấy bác, cái đó Trời thiệt chứ vui lắm. bộ. Dạ xong chị biết vui lắm, xong cái tóc á, mẹ em cũng rụng tóc bớt luôn chị, Wow, bớt vậy là luôn. cơ thể của mẹ hấp thụ liền luôn đó, hấp thụ Dạ liền xong luôn. rồi chị biết còn cái này chưa nữa, ông xã của em á chị biết không, cái trên đầu á tại đi làm đội nón hoài á chị biết không, chỗ em không biết cái chỗ đó gọi gì, cái ót hả, mỏ mỏ ác á, hồi mấy nước Mỏ nước đó hay ác gọi ở mỏ trên ác. mỏ ác. Dạ chị biết á, rụng lâu rồi rụng tóc lâu lắm chị biết không, là coi như nó rụng mà nó láng luôn rồi, chị không mọc nữa. Xong cái ông xã tối ngày đòi cạo đầu hoài, nó tại chỗ đó bị rụng rồi không cạo, cái em nói thôi đừng cạo, cạo nhìn kỳ, chị biết không, uống 2 tuần chị mới mọc tóc đó chị. Ô là trời đó, thấy chưa? Cho ổng uống nhiều vô, kêu ổng uống kiên trì Dạ nhiều vô. chị biết không, vui lắm, nhiều khi cái em pha uống á chị biết không, uống xong á
cái chiều tối làm về á, xong có hỏi nó, ủa bà xã, sáng hồi sáng em có uống chưa, có pha bột cho em, cho anh uống chưa? Nó uống rồi, nó sao không nhớ chưa uống, uống rồi giờ đòi uống hoài luôn chị. Đương nhiên một tóc mừng muốn chết luôn. Trời, em biết mấy người mà ta gụng như vậy. Chị biết á, tại đi làm á, hai cái cánh tay á, chị biết đó, cao nhất á, mà giờ mất đi không hay luôn. Trời ơi, thấy chưa, coi như là xong rồi. Cái em mới hỏi nó, ủa sao dạo này không nghe anh bán vốn đau tai, tại tối về hay kêu mấy đứa nhỏ bớt giùm á. Xong cái giờ nó, ồ hay ha, sao hay, mất hồi nào cũng hay luôn. Ôi trời ơi, thấy chưa. Xong vậy? Mà anh ấy nói là sáng mắt nữa, anh nói là sáng. Đúng, nữa. Tốt cho thì mắt đi, nữa. Đi nhà thờ á, chị biết á, cái để trên kinh thánh á, trên cái màn ảnh tivi á, tại ngồi đằng sau không có thấy rõ, nhưng mà giờ anh thấy. Wow, thấy đó, chưa, trời ơi, nó nhiều cái tuyệt vời đến với em. Xong cũng nói em cảm ơn chị nữa. Vậy hả, anh cũng nói gửi lời cảm ơn chị. Dạ, xong em cũng có uống, thì em uống thì em cũng sáng mắt. Nhưng mà em uống tốt cho một phụ nữ mà em phải giữ cái thanh xuân, cái kinh nguyệt của mình đó. Nghe chị nói, good lắm cái đó. Dạ, em uống thì em thấy đồ rất là rõ, sáng mắt. Xong em cũng rụng tóc nhiều lắm chị biết không. Mà đỡ rụng không? Mà em cũng có rụng mà rụng có đúng rồi. Cộng mà chị. Đúng rồi, đúng rồi, tại vì cái xong dạ chị nói chị. Cái rụng tóc á thì thí dụ như cái mọc tóc á, uống nó phải có thời gian để cho nó mọc ha. Còn cái rụng là mình uống nó giảm rụng, uống trong chừng 3 tuần là mình thấy tóc mình giảm rụng nhiều lắm đó. Đúng rồi, tại em rụng tóc rất là nhiều, chị biết em rụng tóc nhiều lắm. Đúng rồi. Mỹ nào như ai cũng bị rụng tóc. Với cái vấn đề mà em biết buồn nhất là tóc không có mọc. Mà ổng nhắc em pha cho ổng uống có nghĩa là ổng thấy mọc tóc ổng thích quá. Chị biết vui lắm, chị biết ông mừng xong đi làm á, đi làm chỗ làm á, cái mấy người nói, ủa làm gì sao mà hỏi đi cái tóc hả, bộ mới đi cái tóc hả. Ôi trời, vậy luôn hả? Nó mọc nhiều đầy lại. Trời chị ơi, đã chưa, gì nó chưa có được cộng dày nhưng mà giống như mới mọc. Đúng, nó mới mọc ra là em có biết tuyệt vời hơn nhiều người họ bán cái gì nào trên thị trường, thuốc mọc tóc gì tùm lum, có bao giờ mọc đâu. Cái đó mình nói thiệt. Còn này khi mình thiếu collagen trong cơ thể mình á, mình cũng sanh ra rụng tóc tùm lum vậy, cái đó là thật mà. Mà khi nó nạp collagen vô, cái đó nó kích thích nó mọc tóc mình là chuyện bình thường. Đúng rồi chị. Còn chị biết á, em bị coi như là gia đình em ba người uống là ai cũng có hiệu quả. Có kết quả hết. Nói chung là cảm ơn chị rất là nhiều. Chị biết cái móng tay của em á, chị biết không, em không, cái móng tay của em không có bóng, không có được mà mịn giống người ta, giống như em bị có lằn trên móng á chị. Em uống của chị giờ chị biết không, cái lằn lằn nó mệt. Thì này tốt cho móng, collagen cũng tốt cho móng, tốt cho da, tốt cho tóc. Cái móng của anh nó nhìn xấu lắm chị không? Vậy hả? Nhưng mà giờ em thấy em vui lắm. Trời ơi, vậy thì chúc mừng em, gửi lời chúc mừng bác nha. Em nói sao em không biết được chị sớm, nào biết được chị sớm là chắc em cũng bút lâu lắm rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái này nó có lâu chưa chị, tại em cũng mới biết đây thôi. No, cái này là người ta mới nghiên cứu có phát triển ra là chị nhận làm đại lý chị bán đó. Giống như là cái này thì chị có uống trước nha, chị thử trước. Khi ra công ty chị đã ký hợp đồng với công ty để làm cái sản phẩm này thì bắt đầu chị uống trong 6 tháng chị mới chính thức đưa lên thị trường bán đó. Là mới ra luôn đó. Rất tốt, tại người ta nghiên cứu bằng còn cái da cá đó là nó tốt cho da đó. Em cũng có đưa cho mấy người dì của em uống nhưng mà em chưa có nghe họ nói gì hết. Thì tùy theo cơ thể nó hấp thụ nhanh. Giống như em kêu mấy người dì uống á, em cũng không ăn cá. Ăn cá cho họ uống mà đúng, có đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, không được. Em cũng có nói là, chị có nói là có thể pha nước chuối hay cà phê gì đó. Với lại chị nói em nghe nè, thí dụ như mình phải nhiệt tâm mình uống đúng. Còn nhiều người bây giờ người ta không thích uống, người ta nhớ uống không nhớ là thôi, thì làm sao mà nó hấp thụ để nó có kết quả. Còn thí dụ như mình biết mình đang bệnh cái đó, mình phải uống, thì mình phải uống đúng sáng uống tối, đúng sáng uống tối. Mình uống đúng liều lượng của nó thì nó mới mau có kết quả. Còn bây giờ em đưa nhiều khi mấy gì, ăn cá không được, uống vô tanh, rồi cái thôi nhớ thì uống, không nhớ thì thôi, thì mình đâu có thấy được những cái kết quả đó nó có. Rồi em cũng hay nói chuyện với dì em cũng hay nói giỡn đó. Nói gì không dám uống đi, mốt nữa còn đẹp hơn mấy dì luôn á. Mấy dì tưởng ganh tị á. Mấy dì ở Mỹ hả? Dạ ở Mỹ hết. Không, em kêu mấy dì nếu mà tại chắc mấy dì không có đau nhức cho nên mấy dì không cần đẹp. Còn nếu mà đau nhức là bắt buộc mấy dì gắng cố gắng uống đều rồi đó. Nghĩ là mấy dì không có đau nhức. Còn nếu ai đau nhức mà cố gắng uống đều là nó giảm liền luôn em. Cái này thật. Giảm liền. Ok, vậy là cho chị gửi lời chúc mừng bác nha.
rồi với lại gửi lời cho ông xã em luôn, chúc mừng xã em uống điều vô để cho tóc mọc. Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi okay. Em cũng chúc chị và anh gì anh Don dạ dạ gia đình chị vui vẻ à ha, rồi, cảm ơn rồi, em sức khỏe dạ. Rồi cảm ơn dạ. Em cảm ơn chị rất nhiều dạ. Rồi cảm ơn em dạ, em có khoảng chắc khoảng tuần tới nữa hay gì là em order. Em gửi order chị ha dạ. Em cứ nhắn vô dạ, rồi cái chị làm order dạ. Bữa giờ em cũng order chị 20 hộp dạ uống dạ, gớt là mình cứ order em à ha dạ. Cái đó không hà tiện tại mình có sức khỏe mới có tiền, còn không có sức khỏe làm sao mà đi làm có tiền dạ ok em dạ, okay. Rồi cảm ơn chị nhiều ok dạ. Rồi bye bye em, bye em dạ, bye, bye. Trời ơi thiệt mà nói đó, đây là lời thật 100% của khách đó nha mọi người. Nhớ nhớ khi mỗi lần mà có những cái lời chia sẻ trong cái video mà Hằng đăng thì luôn luôn đó là một lời thật 100% của những người khách đã uống cái sản phẩm của Hằng đó, chia sẻ của khách mà Hằng đã review lên cho cô chú anh chị em nghe đó, là nói về cái bột nấm và cái bột collagen của Hằng. Thì nó không phải good cho một thứ đâu, nó good cho đau nhức, cho xương khớp hay là về tiểu đường uống rất là tốt. Giống như lời chia sẻ của em gái là nói mẹ uống đó, bột nấm với bột collagen của Hằng. Thì bác sĩ là hỏi mình có ăn kiêng không hay là cái gì không, tại sao cái lượng đường nó giảm cân bằng lại như vậy, good như vậy. Thì cô này chỉ nói là cô ăn uống bình thường thôi đó, nhưng mà đó là đã uống bột collagen của Hằng và bột nấm. Cho nên cả gia đình uống đó, ông xã của em gái này uống thì tóc lại mọc đó, cả gia đình uống và đều chia sẻ đều có một cái kết quả tuyệt vời hết. Thì đây là những lời chia sẻ thật. Cái hũ bột collagen thì được làm ở Mỹ nguyên chất 100%, được nghiên cứu từ cái da con cá pollock được đánh bắt ở vùng biển Alaska, được chứng nhận ở đây là FDA và GMP, có những cái dấu hiệu đóng dấu ở đây rất là good luôn ha. Chỉ có 68 đô một hộp, nó chỉ là bột collagen làm từ da cá pollock được đánh bắt ở vùng biển Alaska. Còn đây là một cái hũ bột nấm mà nguyên chất cũng được nuôi trồng tại Mỹ. Trong đây là những cái loại nấm linh chi, đông trùng hạ thảo hay là những cái loại nấm khác. Nó có nhiều loại nấm là trị bệnh ung thư, ngăn ngừa ung thư, mà nó tốt nhất là cho về cao mỡ, cao máu và cho tim mạch nha. Và ai bị tiểu đường nha, cân bằng lượng đường trong máu nữa rất là good luôn. Hay là về thanh lọc gan thận nha. Mình uống thử cái bột nấm này đi. Có nhiều người khách của Hằng bú nó đã teo, bú bằng ngón cẳng cái uống cái bột nấm này một thời gian và bú đã teo lại, nhỏ lại. Thì đó là trong đây có nhiều loại nấm trị bệnh ung thư, cho nên mình cứ thử đi. Chỉ có 75 đô, một ngày mình uống có một muỗng thôi nha, chứ không uống nhiều. Ở trong đây nó có cái muỗng nhỏ, một ngày mình chỉ quậy với một lượng nước nhỏ, uống một muỗng thôi thì sẽ đủ rồi đó. Bây giờ bữa nay cho mày đi, mày gặp Huy với đâu rồi, hồi dẫn cho đi ăn luôn, dẫn cho đi ăn luôn. Đó Huy với đâu kìa, đi lại làm quen thêm em. Thêm em đây. Người cao vậy đó. Làm quen với anh Lâm đi. Chạy đi như này là con lùn với đó, làm quen với anh Lâm đi. Như bé đi rồi. Mấy mới mà. Rồi hai em cao hơn. Lâm với Huy là biết trên YouTube rồi. Huy biết Lâm, con biết luôn phải không? Cũng biết trên YouTube. Rồi Đô. Đô thì nó biết rồi. Hai em rồi. Đô khỏe không em? Cho ba thằng đứng lại coi, ba thằng đứng gần lại coi, có thằng nào cao đứng gần sát lại nhau, Đô đứng sát Huy. Mày làm gì mày ngủ cái gì Đô? Con lùn nhất. Hả? Đâu con đứng thẳng lên hả này? Dạ con đứng thẳng lên hả? Thằng Huy chính giữa là cao cái chớp. Hai em Lâm là cao. Lâm là lùn nhất. Con lùn nhất. Lùn nhất nhưng mà vẫn cao. Vẫn cao bằng Đô, Lâm bằng Đô. Không có lùn nhất hai em này. Rồi ok, đi vô trong đi, vô trong. Đó bàn nó nè. Đây là anh kia. Nó trồn ra ba thằng ạ. Henry nó là 4 thằng mà. Henry nó là 4 thằng mà Henry nó đâu không chịu thêm. Ok rồi, bây giờ cô Hằng đi vô đây, ba đứa con ngồi vòng vòng ngoài đi ha. Ba đứa con ở ngoài đi. Chờ hả? Đang chờ hả? Đó. Đó ba thằng đó. Đó đám con luôn. Này Henry vô nữa là 4 thằng. Henry nó không chịu, nó không chịu lên phim. Henry nữa là gần là 4 thằng. Ủa Henry thôi. Henry là hả? Cái gì? Thấy là đây rồi. Gặp Huy là thấy. Huy con lạnh hả? Lạnh hả? Đâu có lạnh đâu. Vậy ấm đó mà con lạnh hả? Chưa quen.
nó chưa quen rồi cái thằng này nè, nó không có lạnh mà nó tối ngày nó cũng mặc jacket vô nè. Đó, ba thằng con trai đó nha mọi người. Thêm là Hen Viện thằng nó là bốn thằng, Hen Viện nó không có chịu lên phim. Hen Viện thằng nó là bốn thằng trai đó nha, thằng có bốn thằng trai rồi. Hả? Hai em nhỏ tuổi mà cao phải không? Ở thằng nhỏ tuổi nhất mà cao nhất đúng không? Thằng em có thằng Bảo, em ừ. Em ruột con nó cao hơn chút xíu rồi, hai em này còn cao em hơn. Ờ. Em con nó cũng... Huy là nhỏ tuổi nhất mà nó cao nhất kìa. 15 tuổi rồi. Cũng là cái lão của 15 tuổi ở Việt Nam ai cũng chạy. Ừ, 15 tuổi là lắm. Huy từng tới con mới đi nhà thờ được. Tại từng này bác Hương là bác Hương đi thứ bảy không à. Bác Hương không có đi chủ nhật. Chủ nhật là bác Hương bắt đi phát cơm. Nhưng mà từng này không biết bác Hương nếu không có đi phát cơm á là bác Hương mới đi chủ nhật. Ừ. Thì từng tới bác Hương chở con đi. Ừ. Bây giờ chờ để tới lượt làm bát bo cho Cindy Hen Vị xong rồi mới đi ăn. Dẫn tụi mày đi ăn điểm sắm. Đâu thấy điểm sắm không? Rồi Huy con biết điểm sắm không? Không biết cho ăn cho biết. Rồi ngồi thằng Lâm thế nào? Có ăn 10 lần rồi. Ừ. Ngồi lần mà mày cái gì cũng thích coi lần. Cô, hồi kia đi. Hả? Chú Đòn, cô mới thấy. Chú Đòn á. Thấy chú Đòn. Tại vì sao con nghe nó đến mà chưa giờ. Em đã nuôi đám con này nửa già rồi nó có chở mình đi bác sĩ không ta? Mà hốt nãy giờ cô Hằng mấy ngày nay cô Hằng hỏi chọc tụi này, cô Hằng hỏi mơ mốt tao già tao có bệnh mà tao không lái xe được á, tụi mày có chở tao đi bác sĩ không? Mày đăng ký vào mày đi chở lên xe rồi có thằng phải nắm tay lái gì không người la làng không à chở xong lúc đó già chắc mày đưa ra ok ngồi chờ đi ha ok bây giờ chở đám con đi đây được cái thằng lớn đầu cái thằng lớn đầu ngồi gần cái nhất con đuôi giống khỉ không sao mày là kêu cái thằng lớn đầu ha cái nó kia nào để nó đi để đôi đằng trước đi đi Lâm đằng trước cho chú đo con đỡ đây cho chú ta đạp xe đạp đó coi chừng mày là thằng lớn đầu nhất nè mày có nên thân không trong năm đứa con biết nên thân không bây giờ mày thấy con đuôi con thấy con đuôi giỏi nhất thằng Lâm ở thằng gì thằng Huy là thằng nhỏ nhất chứ chắc đôi giống vậy trong năm đứa bây giờ năm đứa bốn thằng trai xin điện gái mình lên xin điện gái nha mà thằng lớn đầu nhất này là nó tào lao tào le nhất biết tào lao tào le không tào lao không biết tào lao là thằng tào lao tào lao là hằng ngày cô Hằng nói với mày đó tào lao tào le đó tào lao là cái gì đáng nói mới nói mà không đáng nói thì không nói mà khi nói phải control cái miệng cái gì nên nói và cái gì không nên nói hiểu chưa hả? Không hiểu đó còn đô hay sao giờ mà còn đô Henry tại nó không có Henry tại nó không có muốn lên phim cho mẹ không có quay Henry ôi cháu hỏi Henry là mấy em rồi Henry nó mắc cỡ lắm đó. Nó mắc cỡ lắm đó làm bát bo là Henry tháng 2 Henry đi Pháp đó cho nên là nãy là đi làm bát bo đó ha trời Henry đi Pháp đi với nhà trường đó được đi với nhà trường nhà trường cho đã vô nhà trường cho đi Pháp luôn đâu có cho đi mình đóng tiền mình đóng tiền á chứ ngày xưa trường con nhiều lắm cho camping thôi chứ không có đến nỗi vậy hả cái này đi Pháp mình đóng tiền cái nói là để mẹ gửi tiền Henry mua túi hiệu cho mẹ Henry nó cười thấy không ở Pháp túi hiệu nhiều lắm phải không ừ mà không có bị thuế nữa mua đồ ở đi Pháp hình như không đóng thuế phải không ta không biết mua bên kia không biết nhưng mà đem về chắc phải đóng nên mà
Không có đâu, mua giống như khách đi du lịch mà. Là nghe nói là mua bên đó không có, người ta không có đóng thuế á. Còn mình đi mua một hai cái mình xài, một cái mình xài mắc mớ gì đóng thuế. Giống như người ta đi du lịch, người ta mua đồ về xách đi á, làm gì đóng thuế. Đâu có đóng thuế. Bây giờ chở cả đám đi ăn. Đi ăn điểm sắm. Dẫn hai đứa kia đi làm bát bò xong rồi giờ đói bụng rồi. Đi ăn điểm sắm à. Thằng Lâm này là giờ không có việc làm ở nhà nè, cũng lôi đi luôn. Con vừa bị đuổi tuần trước. À, vậy ha, bữa đuổi việc mà mạnh dạn khoe đồ lên mà giờ cười giống như không có chuyện gì xảy ra. Tại nó thì không phải lần đầu tiên bị đuổi. Nó cũng không biết ngày mai chết đói rồi. Nó thì làm tới đâu là không có biết, nó tự động sao người ta cho con nghỉ không. Không biết luôn, làm không bao lâu là tự động người ta cho con nghỉ hết. Là con không biết, mày không biết chứ con không biết cái lý do hết trơn. Mà đuổi cũng buồn thiệt, nhưng mà thôi cũng như mà đuổi nhiều quá cũng có dưới chai rồi phải không? Chai rồi. Chai hết có thấy cái gì buồn luôn. Giống như tại vì đuổi việc mà về nghe nói chuyện với ba ông kia dưới nó cười sụm dưới. Cái nói ủa nãy giờ sao nó không lên nó báo cáo. Nó nói giờ con đâu cần báo cáo mà chủ cũng báo cáo với cô Hằng rồi. Đúng rồi, mà chủ nó nói là bà gọi con nữa sao. Giống như giờ có chóp mới con hỏi ồ vậy coi vậy chừng nào tôi vô tôi bị đuổi. Rồi ai gọi cần Nhi nói đi ạ. Nè nói con. Cho cô mua, cho chị mua 4 hộp cô lên trên đó. Rồi chị ơi, chị thét message vô phone của em tên với địa chỉ với lại mua mấy hộp. Thét message vô nha. Nhắn vô, nhắn thông tin vô em mới làm order được, em đang ở ngoài ha. Ok rồi nhắn đi rồi chiều em làm order cho ba chị. Rồi ba. Rồi bây giờ là đi ăn điểm sẩm. Đi ăn đi. Cầm giùm mẹ cái xin được. Mấy đứa nhỏ đi ăn việc sao. Cái nhà hàng này cũng đẹp ha. À, tụi con đói bụng hết rồi phải không? Chắc đói hết rồi, đứa nào cũng đói rồi. Chú ăn không quý? Hả? Đẹp ha, mát ha, thoáng ha. Có hả? Rồi đi vô con, đi. Đi ăn điểm sám, đi ăn điểm sám. Con Huy giờ này buồn ngủ không? Con buồn ngủ rồi đó, trời đất ơi, con phải gắn thức nó mới quen giờ để tuần sau đi học á. Giờ này nó buồn ngủ rồi. Ông này có bộ tiểu thư á, yếu á. Cái gì vậy con, món này? Nó cảo xíu mại, hùng chảo, ngầu chạp. Để gì nữa? Cái lá sách kêu gì? Hả? Cái lá sách là kêu gì? Ờ, ngọc hạt diệp, ngọc chạp. Điểm sớm tụi con gì cũng ăn được rồi ha. Được rồi, có gì phải không? Có gì ăn nắng. Ngày thường đó mà tiệm này cũng đông. Điểm sắm cũng đông, bữa nay thứ hai đi ăn điểm sắm thứ hai. Tuần này là mấy đứa nhỏ được nghỉ học đó, tuần này là mấy đứa nhỏ nghỉ học cho nên là thứ hai vẫn đi ăn. Cái gì? Ngày thường ở đông. Yeah.
Bỏ cái bình lên đây luôn, để kéo vào đây cho mấy đứa nó tự chạy. Dạ, cậu tụi con bỏ ly lên. Cái hành vi. Cái kẹt, phần cháo. Ngà rút xương thì. Nhé, ngà rút xương cũng ngon đó kêu ý. Cái đó hình như nó chua chua, giống như gỏi chua. Bỏ vô dĩa của mình. À, quay qua đây rồi đứa nào múc trước. Đứa nào? Bây giờ mời cô vô nha. Ok, gấp trước thì khỏi cần mời ai. Múc bỏ cái này cũng chưa ngậm rồi. No, it's okay. Ông không phải dùng muỗng múc tại vì trong cái tô của người ta là có đồ múc. Chứ không có gấp, cứ múc. Đó, trong cái tô người ta có múc. Múc nữa đi. Con thích cái gì cũng múc. Rồi thôi quay cho hai đứa đó múc luôn đi kìa. Huy múc đi con, múc vô dĩa. Thằng Đô không ăn món này luôn rồi, Henry đi con. Henry múc đi. Con không ăn hả? Ăn bánh ngọt hả? Henry ăn. Ăn đi. Henry thích món này hả? Múc đi. Henry thích mấy món này lắm. Đô với Huy mà không biết ăn hả? Đâu có, cứ ăn hết thì kêu nữa mà con. Giống như order người ta từ từ ra mà. Cái gì trước là mình cứ lấy. Rồi cái này mình muốn coi thêm, mua thêm là mình cứ lấy thêm thôi à. Điểm sắm mà. Ở này là bánh ngọt. Mà sao mình tự nhiên nó đưa bánh ngọt trước rồi. Tới Cindy đi con. Cindy với Henry cái gì cũng biết ăn hết trơn á. Cá khô, mắm gì, cái gì cô Hằng ăn được cái gì là nó ăn được cái đó hết. Còn nhìn mấy em ăn cũng dễ hơn. Nó ăn theo cô hồi nhỏ đó. Ăn cái gì cũng ăn được hết hai đứa đó. Dễ ăn lắm. Anh Huy nó không cần chấm. Dạ, không cần chấm cũng đâu sao, đừng có chấm quá. No good. Đừng có chấm, đồ ăn có gia vị hết trơn rồi, đừng có chấm, no good, yeah. Đừng có bỏ mấy cái đó vô, no good. Yeah, đồ ăn nó có gia vị mặn hết rồi. Đó, em thì đâu chấm đâu. Tại vì xì dầu đồ đó, no good, đừng ăn mặn nhiều. Rồi, cảm ơn. Đó, nhiều món lắm, thành ra ăn mỗi món một chút vậy biết không, nhiều món lắm chứ không phải một hai món.
mỗi món tụi con ăn chút chút vậy đó. Rồi tới Hình Đô đi, rồi tới Hình Huy. Món này con không ăn. Con không biết ăn hả? Ok, không biết. Sao vậy? Sao mẹ không ăn mỡ, không ăn da, không ăn nội tạng. Vậy là thằng nó ăn kén dữ rồi. Không ăn mỡ, không ăn da, không ăn nội tạng. Huy á. Ăn kỹ rồi. Còn ở bên đây là con cô là nó, hồi nhỏ là cô ăn cái gì nó ăn cái đó hết. Nghe nó cũng dễ ăn lắm. Thằng này gấp thêm không? Thêm đi. Em đi. Lăn 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 bánh nữa xe. Em đi. Rồi tới cô. Rõ thằng đó chấm nữa đó. Rồi hồi tới nhiều món khác lắm con. Rồi để tới mẹ ăn miếng nha. Mẹ một miếng. Cái này là ngồng chạp. Ồ, có thấy có cái ruột nè. Cái ruột hả? Không phải cái ruột, có cái gì vậy? Ừ, cái ruột đó đúng rồi, cái này cái gì vậy? Cái củ cải. Okay. Rồi, ai ăn nữa, Henry nữa? Rồi, đồ ăn tới nữa kìa. Rồi, cái này là kêu ngầu chạo, lòng bò đó. Cái con bò, ngon. Đó, ngồi miếng nào ăn nữa đó. Ngon. Cái này á, tiếng Tàu kêu là ngầu chạp. À, ngầu chạp. Ngon. Huy ăn một tiếng Tàu đi con. Gấp đi Huy. Không bụng. Đó, tụi con cứ gấp một tiếng Tàu ăn đi. Dạ, nhiều món lắm, cứ mỗi món một chút vậy thôi. Con cắm thì có chút xíu vậy Huy. Vậy thôi hả? Thử ăn. À, nước mang hủ tiếu xào mà có gì đâu con. Ăn đây. Rồi con gắp đi, đó, hai cái muỗng kẹp lại. Ừ, ngon không á, thấy không? Rồi, Henry, hủ tiếu xào nè con. Cái thằng này nè, nó thích ăn dữ lắm. Nó không có ăn cá ăn đồ đâu, ít ăn cá. Nó thích thịt, có ngại đi mua gà KFC. Cá mà, cái thịt cá mềm ok chứ cái cá chiên cái đồ thôi không ăn. Cái cá chiên chặt thịt tươi cứng. Hả? Em thì hả? Em thì cũng vậy hả? Ờ đó. Em thì ăn cá chiên. Yeah, em thì eat sushi. Khoan. Nó cũng thích uống ăn sushi. À, trời, nó mê sushi dữ lắm. Em thì mê sushi. Rồi nè con, tụi con gắp đi. Cái thằng đó nó mê sushi lắm, mấy thằng này nè. Thằng Lâm. Còn đâu, con thích món gì nhất? Dạ. Con thích món gì nhất? Bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm ở đây đâu có. Có chứ, ở đây có nhưng mà nó không có ngon giống. Muốn ăn đi, bữa nào cô Hằng dẫn đi, rồi cho ăn. Cô Hằng dẫn đi mấy cái tiệm đó cho. Nó thích bún đậu mắm tôm, nội không? Mày thích món gặt Việt Nam luôn. Ngon hay Henry? Ngon hả con? Nói gấp đi. Rồi, ăn mạnh lên con, ăn gì như mèo hử vậy, bởi vì hàng chi nó ốm nhôm nhá. Với lại chán ăn. Hả? Cái răng của con không tốt đó, nên nó dài không? Vậy đó, nghĩa là phải lấy keo xong rồi dẫn đi bác sĩ răng nữa. Cho con niềng răng nữa. Ừ, phải dẫn đi rồi xin bác sĩ. Nhưng mà như tạm thời vậy con vẫn nhai bình thường mà, đâu phải sau ăn răng đâu. Không phải, nó tại vì nó mọc lại. Rồi, nên nhai không nó, được nó hả? Làm cho bị nhức. Ồ, như vậy thì bác sĩ sẽ cho niềng hả? Ok, để có gì dẫn đi bác sĩ răng nữa.
sản phẩm hả? Dạ, hai sản phẩm. Ok. I like hai sản phẩm. Ok, hai sản phẩm, hai sản phẩm. Và con muốn lấy nào lấy đây còn. Hai sản phẩm, đã ăn nãy giờ không cho review món. Hai sản phẩm là bánh ướt tôm, bên kia bánh ướt bò. Bên đây là dĩa bò xào hủ tiếu. Rồi, sắp hết. Bò đó nè. Hả? Bò là cái dĩa này hồi nãy hai cái đó là xác xíu à. Ờ xác xíu hả? Bên ướt xác xíu còn bò kia. Mía kìa. Bò cắm lắm lì à. Ờ ok. Hả? Ok, ok. Chiên hay tàu, chiên hay tàu. Chiên hay tàu. Cái bánh nướng này nó mềm, ngon. Đó, đi ăn ở ngoài thì nó không có ngồi, nó ngủ, nó niệm Phật ha. Thằng này nè, ở nhà nó ngồi vừa ăn rồi, ăn ăn miếng, mốt miếng rồi nó làm vậy nè. Mình ơn nó nghe chứ ngồi ăn chung cả đám không dám. Mình ơn nè, làm gì nè. Cái ga gình được hỏi mày làm gì mày ăn mày lẹ không. Nó làm vậy đó. Còn cái này đi ăn có người ta đông nó đâu có dám gì kiểu đó đâu. Không. Thôi nó ngủ nữa thì mà. Con chảo con chảo phải ok dọn con chảo ơi con chảo nha mọi người là chân gà đó con chảo nha rồi ăn đi ăn chút chút vậy đó nhiều món có hàng ăn miếng này ờ Ngọc Hạch Diệp ok Phật Diệp, cõi xe. Không có muỗng rồi, gắp đi con. Nè. Rồi gắp đi, tụi con gắp cái gì, xay xay với nhau gắp đi. Cái đó là cái lá sách bò. Gắp Hồng Huy ăn cái cho nó gắp cho Hồng Huy miếng luôn đi đâu con mềm mềm đó à hả cái đó bánh ướt á để nó mắc cỡ nó nhỏ nhẹ quá nó ăn thua người ta. Cái gì vậy con? Ồ dạ 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 để nó để quay phim ở chụp đi trên đi đẹp á chụp lên đi dễ thương á. Đây nè bánh con heo, bánh con heo nè, à, bánh con heo nha, à, bánh con heo này dễ thương ha, à, dễ thương ha, à, con heo, bánh con heo, bánh con heo là bánh xin con heo Cindy á, Cindy là con heo á, ở thôi tạo qua chỉ na, Cindy là con heo, là tuổi con heo á. Gắp lại đi, nó không lấy đũa gắp đi để nó gắp. Kia là gì? Bánh hẹ hả? À, bánh hẹ, bánh hẹ xiên á. À, bánh hẹ. Đậu, đậu sơ cảo. À, đậu sơ cảo. Còn Huy ăn được cái gì nữa con gấp? Cái này mắc cỡ rồi mày thua đó. Thế mày ăn này nè con. Đứa gì đó thì mày gấp cho nè. Được chưa? Con thích này không? Thế mày thích đó.
kìa. Mấy ăn bánh này không? Cái tròn tròn đó không? Gắp đi. Gắp vô. Mình đô ăn gắp luôn đi. Mình đô ăn gắp luôn con. Cứ gắp hết lấy ra. Thấy ít cứ gắp đi, nó thấy ít nó không dám gắp. Cái đó nó hết, có cái khác ra. Vậy nè, thằng này ăn gắp luôn. Cái này nè. Gắp đại vô đây. Gắp nguyên cái của con. Lấy muỗng rồi hay con lấy đũa con gắp cái đó là riêng cái của con không phải cái tô thành không ra là rồi. Gắp gắp đừng nói nhiều gắp nguyên đi muốn ăn nguyên cái gắp nguyên thôi không có sao đấy sao cái đừng có đảo nữa tại vì cái này là riêng cái nào mình đã lấy rồi nó không có khi nào cái tô đồ ăn á mình mới sợ không? Cái tô đồ ăn là giống mình quậy đũa cho mới sợ còn này gắp riêng cái nào nó ra cái nấy không có sợ rồi. Okay. Nè Hanh Vy còn cái này Hanh Vy ăn đi. Nè anh Việt, cái này kêu thêm cảo xoài cảo đi. Kêu thêm cảo xoài cảo. Anh Việt thích phùng cảo dữ vậy hả? Con thích này nữa không? Thích không hả? Nó thích phùng cảo. Chân gà. Miếng bánh này đi. Mẹ lên cái này. Muốn rồi con, sao em mất? Dạo muộn mấy giờ thêm? Nè xin đi. Con ăn này nữa không? Ăn nửa muỗng nữa đi vô đi con. Thích gừng. Đó nó vẫn thích ăn gừng, giống như hồi nhỏ luôn, gắp miếng gừng. Đó, Henry là háo sản phẩm, ok, lấy nó hết luôn đi con. Rồi Huy con thêm món nào nữa? Từ từ hả? Trời ơi, nó ăn nhỏ nhẹ kiểu đó, hàng chi nó ốm quá trời luôn. Nó ốm hơn Henry rồi ha, nó ốm hơn Henry. Thằng này thì nó quá mập rồi. Thằng này nó ngày nó tới mấy cử là nó tới một cử. Có ốm rồi. Mày mà ốm biết ai mập. Thằng này á, để coi đếm ngày mấy cử ta. Buổi sáng, rồi buổi chiều, rồi cái tối nữa. Chắc 3-4 cử rồi. Nó ăn ngày cỡ 3-4-5 cử á. 3 cử rồi. 3 cử gì? Buổi chiều không là 2 cử rồi buổi tối. 3 cử chiều. Tối nữa. Lâu lâu bữa 4 cử rồi. Ăn không? Không, không ăn nữa. Rồi tụi con ăn này nữa không? Sứ mại nè. Nè hai vị sứ mại nè gấp luôn đi con. Nè hai mũi con bao phụng thải nữa nè ha. Ờ đó hai vị thích cái kia kìa. Lấy ra hai vị. Đây mẹ múc cho. Mẹ múc cho. Mẹ xin đầy đưa chén này mẹ bỏ vô luôn cho nè. Rồi cái này Henry thích nè, lấy ra luôn đi. Nè xin đầy thích này không, lấy đi con. Thò tay vô cầm nguyên cái dĩ nó ra. Nó có cái dĩ đó. Mụ hết, không có nóng. Đâu có nóng đâu. Nè, bỏ qua đó cho xin đầy đi con. Rồi, rồi tới bên đây tụi con lấy đi. Quá trời luôn nè, rồi ăn ra quá trời, đó lấy đi. Đẩy lên, đẩy lên. Rồi nào Huy con món nào con múc đi con. Huy với thằng Đô. Cái này là cái gì? Sườn. Cái này là kêu thầy quách nha. Thầy quách.
Còn cái này là cái gì quên nè? Xỉu lùng báo. À, xỉu lùng báo. Còn cái kia là xíu mại. À, xíu mại. Mày không ăn nữa hả? Xíu mại nè, mềm mềm nè. Lấy mổ mốt vô cục đi ta. Rồi đâu gấp chưa? Rồi đó, mấy chú gấp gì? Mấy chú gấp đi. Mấy chú cho tụi nhỏ trước ra đời đó, mấy chú gấp đi. Không, mẹ mới ăn có mấy miếng vậy là ngán rồi đó. Thằng mới mấy miếng vậy là ngán rồi. Miếng xài quá thôi. Nè, mày thích thịt nè. Múc đi. Sườn nè, múc đi. Múc mạnh vô. Đó. Rồi nhớ tụi con nhớ gắp gì nữa không? Cái ông đó thì ông ăn giống như tiểu thư. Ông ăn giống như tiểu thư vậy đó. Nhỏ nhẹ, ông bên kia cũng vậy. Ăn cũng giống tiểu thư không à? Không, mấy mày thành tiểu thư không? Thằng này thì đó con tiểu thư tiểu, nó cũng tiểu thư luôn. Thằng này nè, nó là tiểu thư à. Dạ, chào cô chú. Thôi bây giờ nó thằng đó, giờ hai mẹ nó ăn nhà giống đàn ông không? Đâu giống tiểu thư. Đó, ăn và giống đàn ông lên. Để không thôi người ta kêu tiểu thư. Cái này là tại bệnh. Tại bệnh phải không? Không phải tiểu thư. Thằng kia không nói không phải tiểu thư. Ăn nhỏ nhẹ là cô hàng cho tiểu thư hết trơn. Mày ăn mày đổi nón làm chi vậy Lâm? Tại cái tóc hình như nó kỳ. Kệ nó đi, kỳ vậy. Thế là tại nãy con Tâm ơi. Về chưa tóc mà mốt uống tóc cửa Henry kìa. Hàn Quốc, Henry làm theo cửa Hàn Quốc. Cũng làm thử Korean. Thôi đâu một lần uống mà sao giờ nghỉ uống rồi đâu. Dạ. Sao giờ mày không uống nữa? Không thích nữa hả? Lâu uống tốn thời gian. Không có chưa cho nó ra dài. Ra dài nó uống được. Henry nó thích cuồng chảo không hả? Trời ơi. Henry nó thích cắn gà không hả? Nè tụi con lấy vài quách đi. Xin đề lấy không? Ồ lấy giấm hả? Nè. Này con. Lấy đại đi không sao thôi. Trời ơi, mày chế giấm lên nó ăn hả? Cái này gấp một cái này chăng dùng. Ừ, gấp đi, gấp đi. Tại con không có dính mấy cái kia. Đó, đói đói vậy đó, ăn được mấy miếng nò. Ừ, còn hai cái hấp của thời cậu. Hồi nãy là chiên. Hai cái hấp. Sớm chiên hết.
chiên vị chiên cùng nhiều hấp chiên nó ngon chiên nó giòn giòn này có cần nước rét vậy thì bây giờ đồ mình hảo lắm. Ủa nãy nói chân gà gà giòn mà không có hả? Em nuôi chân gà mềm không thích. Không Wasn't I there? You were. I was there when that happened. I was watching it. Oh, you were. Oh, today we got the boba, right? Bây giờ chú Lương đi Việt Nam thì chú Lương hết tóc, nhuộm tóc rồi lên cho đẹp trai lại. Cắt tóc thì nhuộm luôn, cắt đàng hoàng, cắt kiểu rồi. Đâu có thì nhuộm lên cho nó đen đen, có sao đâu. Nhuộm bình thường mà. Chú Don cũng nhuộm mà. Chú Don mỗi lần người nhờ cắt tóc, chú Don cũng nhuộm thôi. Không, lấy hẹn cái chỗ Henry cắt á, chỗ đó cắt mới đẹp đó. Chỗ Henry cắt á, Don. Don mới muốn lấy hẹn chỗ đó cắt á, đẹp. Cắt cái kiểu đẹp. Mà mắt. Chúng ta có hào chiêu phùng chảo, có tinh phùng chảo, có dược sĩ phùng chảo. Hào chiêu phùng chảo, chúng ta có hào chiêu phùng chảo. Hào chiêu là cái gì? Có đi lạc chiêu hào chiêu ở trong miếng. Không phải bạc chè. Không phải bạc chè. Còn mà trong suốt không có các thứ gì, mà chúng ta chuẩn bị qua. Ok, bị một cao của chiên khẩu thôi cậu. Chiên gì? Chiên khẩu thôi cậu. Chiên khẩu thôi cậu. Ok, nhắc cậu thôi cậu. Là nhắc cậu thôi. Cái tâm hình. Là... Chí lừa. Ok, nhắc cậu. Thêm chiên khẩu thôi. Chắc là nhắc cậu. Huy ăn thêm gì lấy đi con. No rồi đó hả? Ôi giời ơi, người chỉ một phần cơm cơm tắm con ăn hết không? Chưa ăn. Kìa ăn dĩ nó no rồi kìa. Có mấy miếng hả? Tại vì chưa quen tủ. Giờ này giống như giờ ngủ ăn không được ha. Nhưng mà đừng ngủ ban ngày nhiều nha. Nếu ban ngày con ngủ nhiều, ngủ hoài mà mốt đi học không quen á. Ráng cố gắng rượn nó lên dậy thôi. Mình mệt quá con vô con nằm 15 phút con đứng dậy liền. Đi ra. Nằm ngủ không được. Ngủ không được hả? Nó mệt. Nó mệt. Vậy lần này nó yếu. Đâu rồi đó, nó cùi cùi hả đâu? Dạ. Lúc con mới qua con cũng cùi cùi phải không? Con gán lướt. Con gán con lướt. Mà lúc đó thằng Đô qua như đi học liền mà. Dạ không, con tưởng 2 tuần mới đi học. 2 tuần mới đi học. Mà Đô nó gắn nước. Thì mệt là con đi nằm thôi, con đừng ngủ. Để cho nó quen cái giờ. Nếu thôi tới đi học là con mệt lắm, không có chỗ nằm đâu á. Vô trường học á, nó mệt, nó buồn ngủ á. Là nhà trường kêu đi về nữa đó. Ở đây người ta không có ép, giống như con mệt là nó bệnh mệt rồi kêu người lớn tới đi rước về đi vậy thôi. Đó, thấy chưa, nó đi ra ngoài ăn á, mà ăn mấy món này gì á thì nó biết nó ngồi nó ăn nhanh hả. Nhiều nhiều. Nó bị nó ăn nhiều lắm đó, phải không? Ta muốn lân mà, vậy ta mới có sức muốn lân. Muốn đầu lân phải không? Dạ. Phải không? Đầu lân là phải ăn nhiều vậy đó. Muốn lân đó, người ta muốn đầu lân đó. Hai đứa luôn á. Ở trong trường mấy em này muốn lân. Muốn ở ngoài luôn, đi ra ngoài muốn cho những cái tiệm này luôn nè. Tiệm nhà hàng hay là tiệm gì nữa. Bắt buộc hay là volunteer? Volunteer cho trường, nhưng mà các đội múa lân là của nhà trường. Thôi. Nhưng mà tụi nó đi múa là volunteer cho trường. Thôi. Nhưng mà cái đó là group giảm stress nhiều, đừng ở nhà đánh game. Đánh game biết quay gì giống con á. Thằng này là hồi đó chơi mấy môn game gì biết mà bị khùng không? Đánh kiếm game gì mà tưởng đâu như là thật á. Không bao giờ phải nói chuyện với bác sĩ tâm lý mỗi tuần đó. Cái đâu mày tham gia thể thao, con phải tham gia thể thao như vậy nó giảm đi cái stress của mình. Đó. Đừng có đánh game, biết quay xì đó biết không đâu. Thằng này bị quay xì nè, cho nên bây giờ nó đâu có mình. Chưa có khay rồi.
Bây giờ không quay gì mà sao mình làm tới đâu người ta kêu nghỉ làm thôi con. Chỉ có quay gì thì bây giờ muốn không quay gì là con tâm lý rồi, không định lại đừng có đánh game đó nữa, không có đánh game, đặc biệt không có đánh nữa nha. Chưa cô ta luôn trong bài này con tỉnh nhất luôn. Mày tỉnh nhất luôn hả? Con tỉnh nhất luôn á. Rồi cái tỉnh nhất. Tại cái loại game đó nó nhập tâm cho nhiều đứa yếu tâm lý á. Không biết con chơi lúc high school con chơi giờ hết rồi. Bây giờ con chơi chút xíu con chơi. Chính vì con chơi lúc đó con đã bệnh rồi đó. Nên bây giờ con có thể con coi giải trí chứ con không được đánh game. Chứ con không có đánh game. Wait, do you have any more tea? You want to have mine right now? Yeah, that's great. I'm going to give you a baby one thing. You got it? Còn bánh hấp á hả? Cái đó hấp hình như nhìn không có hấp dẫn. Cái mà còn cái chiên nữa. Ừ. Ăn đi, ai ăn được? Con ăn bánh nào đó con ăn á. Hương Huy bánh ngọt ăn, lấy ăn đi con. Đó, thích bánh nào lấy luôn. Nó nhiều quá tụi nó no rồi trời. Em nhìn. Yeah. Thằng này làm ăn gì lấy đi. Ăn đi, mỗi thứ thử một cái, mỗi thứ thử hết. Rồi lấy luôn nguyên giấy lỡ thôi con, lấy tay lỡ thôi. Con ăn cái giấy thiệt. Rồi ăn giấy luôn cũng được. Mày muốn ăn giấy luôn thì ăn. Nuốt được. Coi vợ chứ. Đây mẹ ăn miếng này đi. Mẹ ăn miếng hủ tiếu xào đi. Không có thích ăn thịt. Vừa nó phu vừa hả? Chứ sao mà thích ăn cái gì có giá giá rồi đó chứ không thích thịt củ hành với giá. Còn Lâm ăn không? Ăn con ăn này không? Cho con ăn hết đi. Cho con hỏi mấy người biết tiếng Việt không cô hay là biết tiếng Anh? Biết chút chút à? Biết luôn luôn. Ở trường suốt ngày mà về nhà đó ai nói tiếng Việt không? Tiếng Tiều hả? Tiếng Việt, hỏi mấy em này biết tiếng Việt không? Cindy với Henry biết chút chút. Cindy nghe được nhiều quá, con nói tiếng Việt với Cindy, con hỏi thử đi, trả lời cho. Không, con mấy em biết tiếng Việt tốt rồi. Con biết tiếng Việt không Cindy? Biết tiếng Việt, em biết tiếng Việt tốt rồi. Cindy nó phát âm tiếng Việt giống như là người đẻ ở Việt Nam vậy đó. Tiếng nào nói chuẩn là tiếng đó chứ không có đớt. Có Henry á, Henry thì nói đớt giống như người người Mỹ nói tiếng Việt. Mà Cindy đẻ ở Mỹ á, bạn nói tiếng Việt chuẩn. Ê, mày gấp chưa? Nguyên ngon ngó à. Bánh nó con hết hả? Thịt này không ăn hả? Ăn mấy đâu gì không? Khỏi gì chú ăn ối không? Thế không có sao. Con chút xíu sợ ối người có chân. Không có sao con. Ăn đi. Ăn đi đâu có sao ối đâu. Xe chạy gần mà chạy chút xíu rồi về tới nhà rồi. Nó nói sợ ối. Nó nói sợ ngồi xe ối. Ngồi xe mình ngồi chút xíu tới nhà. Ở Mỹ mà mình phải đi xe hơi không chứ không có xe Honda đâu con. Did I do it?
Tôi xong đóng cửa rồi, tắt đèn quá rồi. 2 giờ nó nghỉ. Ờ, 2 giờ nó nghỉ rồi. 2 giờ nó nghỉ rồi, tiền sống là cũng vậy. 25 minutes, no, we call it 2:30. But we still here, we still have to wait for that. How many more dishes do we have? One more. Nó thấy Henry ăn nhiều không? Ok, cho ông cái. Ok, em ăn khỏe không? Ủa, Henry lớn hơn Huy hả? Lớn tuổi hơn Huy? Lớn tháng. Ồ, lớn tháng. Một tháng. Ủa vậy là hai em là 15 tuổi luôn. Em 15 tuổi, ồ. Mà Henry lớn tháng hơn. Đây là cao. Ờ, lớn tháng thì cũng bằng nhau thôi. Có đoạn nhìn tưởng em này lớn, tôi thấy nhìn thấy đó, con thấy Henry đang nhiều lắm. Em này cũng cao, tụi em lớn hơn, nhìn tài cao á. Lấy luôn đi con, muốn thích của nó. Chỉ là nó cao, tưởng đông nó lớn hơn con nữa phải không? Tại nó cao mà. Nó không, chú nhìn nó. Nó lên cao là lớn. Dạ, cũng có thể. Chứ cả đường có thể người ta tưởng nó lớn con nó rồi, cũng có thể. Cái mày lóc cao quá, cái tưởng mày là em đó. Đúng rồi. Nó tưởng là người ta tưởng đâu là cái gì? Lâm là em con hai gặp cũng kêu bằng chú, bằng anh. Đúng rồi, thấy chưa? Con nói thôi, chào cái gì, mấy người xung quanh. Ờ, nó 15 tuổi mà nó ở Việt Nam á kêu nó bằng chú, bằng em, bằng anh. À, cao quá mà. Nó khi đứng, tôi tưởng ra tưởng nó lớn con. Cao với lại nó cái mặt nó chững chạc. Nếu không có thì thôi. Không lấy nữa, lấy tugo về chiều cho mấy nhỏ ăn đi. Nếu có ra ngán rồi tugo. Nhiễu nhiễu rồi xin đi lấy giấy chùa con, nhiễu xuống tay con. Lấy cái đũa con nó vô con. À hả. Rồi dở lên luôn. No, no chưa? Mình kêu tắt chỏ là mình kêu đem về tu go luôn đi. Hỏi nó coi có không? Không có là thôi. Giờ của nhân viên ăn cơm mà. Dọn cơm lên đó, giờ của nhân viên ăn đó. Giờ của nhân viên ăn cơm mà. Đây Henry xịt chim, xịt cẩu xôi cảo. Này là cẩu xôi cảo, cái này kêu là bánh hẹ chiên. Bánh hẹ chiên, tiếng Tàu là cẩu xôi cảo. Bánh hẹ chiên cẩu xôi cảo. Chiên cẩu xôi cảo. Tiếng Việt là bánh hẹ chiên. Xin đi ăn nữa không? Đứa nào ăn nữa không? Con no, con phải no. Con no hả? Con phải no. Cái này mình tôi vô được mà đúng không? Được. Mình đem về được. I mean the no to the make house of the other one. Maybe they bring power. Put color. Chấm màu lên thôi. Color thôi. Trên đây nó ăn cũng được hết nha. Hai đứa này nó ăn được hết.
cứ gọi. Đó nè, đó con biết con cô Hằng không? Con nó, đặt, nó đâu có, nó không có phải là cô Hằng có tiền mà tụi nó đòi tài sản đủ này kia, không có đâu. Chắc là do mẹ nó cũng ok rồi. Vậy đó. Thấy mẹ nó còn nhỏ, mẹ nó... Dạ. Bây giờ nói nè, bao nhiêu? 200. 460. Hả? 460. Thì tôi nói 200 hả? Gì đâu. Cái gì? 460. Chắc lâu quá không đi ăn điểm xong. 460. Tính rồi hả? Không, mình khoảng mình tính gì đó. Tính trong bụng vậy hả? Chưa biết. Mặt thôi. Cái chân xanh. Cái gì? Bằng cái tiền của... Bằng cái tiền mẹ nó cho bỏ túi hả? Mẹ con đi, mẹ con cho bỏ túi được nhiêu? Cậu con cho chứ mẹ con không có. Mẹ không có tiền, cậu cho là cậu cho được 400. Cho 500 nhưng mà mẹ con có thích điện xài. Cái đưa lại cho mẹ 100. Rồi còn 400 cậu con là cho con 500. Cậu cho con 500. Cầm đem qua cái mẹ không có tiền để đi về dưới quê. Cho nên là con đưa cho mẹ 100. Rồi, tại cậu có tiền thì cậu có tiền cậu giúp cháu đi, rồi mai mốt cháu nó lớn nó làm có tiền nó cho lại cậu, cái đó đâu có lỗ đâu, phải không? Đương nhiên rồi, cháu ở bên Mỹ mà lỗ gì. Cái đó là coi như người ta bỏ vốn cái trước đi, đầu tư trước. Không thì đi qua mà cho cháu 400 đô để cầm thì làm quà thì cũng được. Nhiều nhiều nãy nói 400 mấy vậy nhiêu? Chưa biết. Có chưa tính ra chưa? Có bill chưa? Có rồi, vừa mới hồi nãy nè. Đâu rồi? Đâu bill đâu đưa đây. Ổng cầm hả? May mà anh nói tiếng Việt nha. Anh nói tiếng Việt nhưng mà nói gì mà lanh quá, nói từ từ, nói chậm lại. Nói đố nào nghe được. Nó chửi. Nó không nghe, nó chửi mặt. Nó gần mặt khùng. Ok. 285. Đó, 285. Cho nên là hàng nói 200 không? Mà này lên 85. Chỉ cho cổ đốt xe nổ. Cháu mua đây mua ngã. Tiền thiếp nữa. Alo. Chị. Ok, 15 hộp chị nhắn cho em đi ha, tại em đang ở bên ngoài, chút về em làm order cho. No, chị nhắn qua đi rồi chút em làm order xong em cho chị số gieo ha. Ok chị, rồi dạ bạn. We don't know, just waiting for the bill. Yeah. Are we just waiting for the bill? No, it's only that we can go. Nóng nè. Ngoài nóng nè. Ngoài nóng quá, trời nóng nè. Mà thằng này nó lạnh nè. Đó, nóng như vậy đây mà thằng này lạnh nè. Con hú đi. Còn thằng đó hả? Thằng đó nó xông hơi. Thằng đó trời nóng trời lạnh vậy á mà nó cũng bận áo qua vậy đó. Đi bộ nóng nóng mà mệt luôn, con cũng mặc đây. Đó qua đi bộ trời nóng như vậy đó mà cũng mặc áo vậy đó đi đó. Đó thì giống đến không? 20 tuổi mà chừng 12 tuổi thôi. Lớp cha lớp chóc chứ. Đó vậy đó. 20 tuổi đầu rồi đó mà nó vậy đó. Rồi lên xe. Phải mẹ có chìa khóa rồi mới mở được. Để chìa khóa trong túi mẹ. Rồi mở hay con?